Kiều Ly, Nhật Linh liên tục hẹn hò. Họ là một trong những cặp đôi hiếm hoi sau chương trình khiến khán giả cảm nhận rằng cả hai nghiêm túc tìm hiểu đối phương. Mỗi tập của chương trình Người ấy là ai lên sóng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Theo đó, đây là một trong những game show hiếm hoi đạt được top 1 trending ở YouTube. Một trong những màn tỏ tình gây hiệu ứng nhất thuộc về chú bộ đội và nữ chính Kiều Ly. Cách anh mừng rỡ, thở dài nhẹ nhõm khi mình được chọn khiến người xem rất phấn khích. Kiều Ly, Nhật Linh xuất hiện cùng nhau. Ngay trên sóng truyền hình thì chú bộ đội đã bày tỏ việc mình muốn có cơ hội nghiêm túc với Kiều Ly, nên sau khi rời khỏi chương trình, cặp đôi dành thời gian để hẹn hò và tìm hiểu đối phương. Cách đây vài giờ, trên story của cả hai đã quay lại khoảnh khắc họ tiếp tục đang ở cạnh nhau. Như lời chia sẻ của nhân vật chính thì cặp đôi đang ở trong một studio để chụp ảnh cho một nhãn hàng thời trang thể thao. Giờ đây, việc Kiều Ly, Nhật Linh sóng đôi cũng đã quen thuộc với nhiều ekip và thời gian tới các fan tiếp tục được chiêm ngưỡng nhiều khoảnh khắc đẹp của họ. Gần đây nhất, cặp đôi khẳng định rằng họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cụ thể hơn thì tình cảm này đã trên mức bạn bè nhưng chưa đến ngưỡng tình yêu. Đặc biệt, Nhật Linh tâm sự, điều quan trọng nhất mà chương trình mang tới cho mình là việc bên cạnh mình bây giờ có Ly. Kiều Ly chủ động để Nhật Linh ngồi cạnh. Khán giả chú ý mọi hành động, cách tương tác để nhận thấy rằng cặp đôi này ngày càng thân thiết. Cụ thể, khi có dịp vào Sài Gòn và gặp gỡ 4 anh chàng còn lại thì nữ chính cũng chủ động ghép ảnh chú quân nhân ngồi ngay cạnh mình, không thể bỏ rơi anh dù đối phương chẳng tháp tùng cô. Hiện tại, cả hai rất thân thiết với nhau, thường xuyên hẹn hò nhưng không phải khi nào cũng đăng tải trên mạng xã hội. Nhìn những cử chỉ tình tứ như vậy khiến các fan càng trông đợi hơn vào việc họ xác nhận chính thức nói lời yêu.